Xin chào quý vị Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay Mời quý vị chấp tay Chúng ta đánh lễ Đức Thế Tôn Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa buổi học trên, trên cái Google Google Meet này đó nó có hiện tại bây giờ nó có một vài cái nhược điểm. Thứ nhất là không có quảng bá, không có rộng rãi, không có nhiều người biết, không có bất kỳ một cái phương tiện nào để mà thiên hạ biết tới. Thật sự cũng không có nhận sự hỗ trợ, cho nên cái lớp của chúng ta bây giờ nó chỉ có chừng mười mấy người thôi. Trong khi đó đó. À, những cái buổi mà dạy trực tiếp ở trên uh, YouTube á, thì nó hơn 50 người. Thành ra sư phải suy xét về cái tính hiệu quả của cái nền tảng này. Cái thứ hai đó là cái chất lượng hình ảnh mà quý vị xem á, thì nó cũng hạn chế và Ủa, chưa có bật mic, hả? Rồi. À, sẽ nói lại ha, cái nền tảng mà Google Meet này đó nó có một vài cho tới hôm nay thì nó có một vài vấn đề vấn đề đầu tiên là không có một cái sự hỗ trợ gì về cái mặt quảng bá cho nên là mọi người biết đến rất là ít trong khi đó, đó cái YouTube nền tảng YouTube thì sư xây dựng đã rất là lâu và có nhiều người hỗ trợ cho nên là được nhiều người biết tới nếu mà mở cái lớp ở bên đó hơn cái thứ hai đó là cái uh, ở trên mở ở trên google meet này nè nó không có thuận tiện bởi vì người ta phải biết người ta vào đó thì người ta mới xem được chứ không có như trên youtube mình mở cái là nó có thông báo nhảy vào thôi rồi mỗi một lần mà sư đang giảng á, mà có một người nhảy vào thì nó làm mất sự tập trung bởi vì sư phải đồng ý cho họ vào chứ không có như youtube youtube thì vào ai vào ra thì mình không có cần phải quan tâm bởi vì nó không có ảnh hưởng. Rồi một cái vấn đề quan trọng nữa đó là Google Meet này nó vừa mới thông báo là nó nó hạn chế lại cái giờ cái giờ rồi cái cái giờ dạy một tiếng, đó, một cho nên một chút xíu nữa nếu gì theo mỗi một, đang nói chuyện có có người vô là nó sẽ phải tốn thời gian như vậy cái vấn đề thứ ba đó là một à, bây giờ nó nó bị hạn chế tức là chỉ có một tiếng thôi à, chỉ có một tiếng và một hồi nữa thì hết giờ đó, thì toàn bộ quý vị sẽ đi ra hết và sư không biết sau khi quý vị đi ra rồi bao nhiêu người sẽ vào lại nó rất là phiền và nó nó bắt phải mua nhưng mà cái tài khoản này thì sư không có nắm à, đây là tài khoản của ban Hoàng pháp thành phố thì nó có nhiều nhiều việc nó kỳ lạ lắm. Mà sư thấy thì có vẻ như uh, quay trở về mà dạy lại bên YouTube ấy, thì nó thuận tiện hơn rất là nhiều, nó không có phiền phức tới như vậy. Thành ra cái này là sư sẽ suy xét có thể sắp tới đó, nếu như cái lớp này mà nó tiếp tục tiếp tục với cái chủ đề này đó thì nếu như mà cái Google Meet này nó không có cải thiện gì thì có lẽ là sư phải tôi sẽ quay về bên trên YouTube đó là sự báo trước với quý vị để một chút xíu nữa mà hết giờ đó quý vị phải đi ra đó thì biết đường mà vào lại ừ. à, hôm nay thì chúng ta nói về cái chuyện mà lục đạo luân hồi nói là lục đạo nhưng mà thực ra đó cái số lượng chủng loại chúng sanh nó nhiều lắm nó hơn con số 6 rất là nhiều À, con số 6 ở đây có lẽ như là trong một vài kinh tạng khi mà nhắc sơ qua một vài cái loài đại diện ấy, rồi sau này người ta gom nó lại thành con số 6 chứ còn cái đường mà đi để chúng sanh đi tái sanh nó nhiều lắm chứ nó không có giới hạn ở con số 6 này đâu còn cái luân hồi là như thế nào nó giống như một cái bánh xe vậy nó có cái đỉnh và nó có cái đáy và chúng sanh liên tục sanh ra rồi chết đi rồi lại tái sanh ở một đời sau kiếp khác có kiếp mình làm phạm thiên có kiếp mình làm chư thiên có kiếp mình làm người có kiếp mình làm thú có kiếp mình làm ngạ quỷ có kiếp mình đi địa ngục cái vấn đề của chúng sanh là chúng ta đi ở các cõi khổ nhiều hơn các cõi vui. Tức là gì? Cái số kiếp mà chúng ta tái sanh làm cái chúng sanh ở địa ngục nó nhiều gấp vô số lần số kiếp mà mình được tái sanh làm ngạ quỷ. Nhớ nha, sư đang nói đó. Số kiếp mình được tái sanh vào địa ngục nó nhiều hơn vô số lần kiếp mình được tái sanh làm ngạ quỷ. Rồi cái số kiếp mình được tái sanh làm ngạo quỷ đó, nó nhiều gấp vô số lần số kiếp mình được tái sanh làm là súc sanh. Rồi số kiếp mình được tái sanh làm là súc sanh đó, nó nhiều gấp vô số lần số kiếp mình được tái sanh làm người. Và đương nhiên, số kiếp mình được tái sanh làm người thì nó nhiều gấp vô số lần số kiếp mình được tái sanh về cõi trời. Có nghĩa là sao? Trong dòng luân hồi từ vô thủy tới nay đó, chúng ta rất hiếm được tái sanh về những cõi vui mà đa phần chúng ta ở cõi khổ bởi vì ngay cả cái kiếp mình được làm ngạo quỷ đó, nó cũng ít hơn rất là nhiều so với số kiếp mình được đi địa ngục những cái vấn đề của chúng ta đó là dù cho chúng ta có chui lên trên cõi người cõi trời thì rồi sau khi thân hoại mạng chung mình vẫn tiếp tục mình đi xuống gì đó thành thử trong kinh ví như là một con ruồng mù cái cơ hội nó chui được vào cái bọng cây nổi trôi một cách ngẫu nhiên trên biển vậy đó mà còn lớn hơn cơ hội mất cái thân người rồi lại được sanh làm người cho nên ngày hôm nay à, tôi có cái buổi về các cái cõi các cảnh giới chúng sanh mà chúng ta đã từng đi vào ở đó để quý vị có cái nhìn nó rộng rãi hơn để mình biết bởi vì nhiều người họ cũng tò mò lắm tò mò về chuyện này thì cái cảnh giới mà thấp nhất đó là gì đó là cảnh giới địa ngục theo văn hóa Trung Hoa theo văn hóa Trung Hoa thì chúng ta có 18 tầng địa ngục đúng không? Nhưng mà con số 18 đó nó không là cái gì đâu. Chẳng qua là họ tưởng tượng thôi và cái thấy của họ đó nếu như có người chứng thiền và họ nhìn thấy địa ngục á thì cái thấy của họ nó có giới hạn. Thành ra là cái nhìn của họ chỉ giới hạn ở con số 18 thôi. Sư đố quý vị biết ở cái quả địa cầu mình này, có bao nhiêu địa ngục quý vị biết không? có tổng cộng là 640 hầm địa ngục <laughs> nhiều lắm chứ không phải giỡn đâu à, Trung Hoa họ thấy có con số uh, 18 thực tế con số là 640 ở cái thế giới của mình 640 bởi vì á, địa ngục nó chia ra làm địa ngục uh, lớn và có 8 địa ngục lớn rồi mỗi địa ngục lớn như vậy đó là có 16 cái địa ngục con rồi tổng cộng là 128 địa ngục nha mà mỗi một địa ngục như vậy nó có năm cái hầm rồi năm cái hầm để mà chứa chúng sanh vào trong đó, đó cho nên là tổng cộng chúng ta có 640 nó nhiều lắm chứ không phải đơn giản mà quý vị nghĩ đi bây giờ cái cõi người của mình á nó có chút xíu rồi thấy không mà cái cái cõi địa ngục đó, nó nhiều bao la thành thử là mình cứ yên chí là chúng sanh cứ chui xuống hết loài người chui xuống hết gì đó thì địa ngục nó cũng chứa nổi và địa ngục như vậy đó nó có một vài cái loại chúng sanh đặc biệt ví dụ như diêm vương diêm vương là ai nếu như nói một cách nói trên lý thuyết thì diêm vương là một vị trời thuộc cõi tứ thiên vương và vị này là chúa loài ngạ quỷ có rất là nhiều diêm vương nha chứ không phải chỉ có một hai vị đâu có rất là nhiều diêm vương mà ở ở đây đó có thể là mỗi một hầm như vậy là có một vị diêm vương cũng có rồi mỗi một cái địa ngục á, là cũng có một vị diêm vương tức là diêm vương nhiều lắm chứ không phải chỉ có một hai vị đâu mà diêm vương á, có đặc điểm như thế này tức là họ có một khoảng thời gian khổ và cũng có một khoảng thời gian vui khi đó thì họ hưởng cái quả lạc, khi thì, thì họ hưởng quả khổ ví dụ như à, buổi sáng thì họ chịu cái khổ của địa ngục rồi buổi tối đó thì họ chịu cái vui của à, cõi trời tứ thiên vương hoặc là buổi sáng họ vui họ hưởng cái lạc của cõi tứ thiên vương nhưng mà buổi tối đó họ chịu cái khổ như địa ngục hoặc có khi là một ngày khổ một ngày vui ba ngày khổ ba ngày vui bảy ngày khổ bảy ngày vui ba tháng khổ ba tháng vui nói chung là có cái kiểu hưởng lạc đồng thời hưởng khổ liên tục luân hồi như vậy trong suốt cái cuộc đời của vị diêm vương này lý do tại sao mà vị diêm vương này có cái kiểu lạ như vậy đó là bởi vì khi làm người đó vì này làm phước cũng có mà làm tội cũng có tức là ai rủ đi làm phước bố thí cũng dường học kinh nghe pháp thì cũng đi nhưng mà ai rủ đi cờ bạc rượu chè chơi bời đàn điếm thì cũng đi tức là có thiện cũng có bất thiện đủ hết thì cái kiểu như vậy đó cái nghiệp nó trộn lẫn ấy thì sẽ sanh làm cái loại chúng sanh mà vừa hưởng lạc mà vừa hưởng khổ. Rồi một cái loại chúng sanh khác ở chúng ta có thể thấy ở địa ngục đó là cái kiểu cai ngục, cai ngục kiểu mình hay nói là mấy cái uh, loài hành hạ chúng sanh ở địa ngục á. Thì bây giờ mình gọi là cai ngục chứ mình gọi là cái gì? Thì um, cai ngục không phải là chúng sanh địa ngục tức là cái hộ khẩu của họ đó, cái sổ hồ khẩu của họ không ở địa ngục mà sổ hồ khẩu của họ nó nằm ở cái khoảng giữa tức là ở giữa cái cõi địa ngục và cõi người. Cái chúng sanh này đó là khi làm người đó cũng có tạo phước. Nhưng khi làm người có tạo phước nhưng mà nó kẹt như vậy. Họ lại thích thú với cái chuyện là làm hại chúng sanh khác làm cho người ta đau khổ. Tức là sao? Có khi họ không có làm, họ không trực tiếp làm, nhưng mà họ nói theo kiểu của mình nha. À, giống như là một người đó, họ không có giết chó, giết mèo nha, cũng không có đánh đập con nào hết trơn á. À, người huống chi là con người, nhìn ở ngoài rất là hiền, nhưng mà khoái coi phim kinh dị. <laughs> khoái coi phim kinh dị, à, khoái coi mà kinh dị coi càng ngày càng nặng đô á riết rồi phim thì nó không có đủ đô tìm qua luôn mấy cái clip mà kinh dị ví dụ như mấy cái clip mà hành hạ chúng người khác hành hạ con này con kia rồi lên tới cái cấp độ mà cao hơn nữa là khoái đi tìm mấy cái clip mà người ta giết người mấy cái clip tai nạn mấy cái clip mà có người chết họ khoái như vậy thì cái kiểu nghiệp như vậy đó nó cho chúng sanh đó sau khi chết vô cái loại mà cai ngục như vậy tức là anh thích làm hại chúng sanh thì anh đi vào trong cái nghiệp đó nhưng mà nhớ khi mình được vào ở trong cái loại chúng sanh này đó thì đừng có nghĩ cái chuyện là mình hành hạ chúng sanh ở địa ngục đó, là mình không có tội nha đó vẫn là nghiệp bất thiện nó vẫn là nghiệp bất thiện và khi mình được làm cai ngục đó, mình tha hồ mình hành hạ người ta ha rồi tới hồi mình mệnh chung là mình chui xuống Ngược <laughs> lại mình làm Chui xuống địa ngục để Nhận cái sự hành hạ đó Cho nên nó cũng không có sung sướng gì đâu Cái nguyên nhân mà Chúng sanh đi xuống địa ngục đó, Có rất là nhiều Thứ nhất Là Mình là loài người cho nên chúng ta nói loài người thôi Cái kiểu sống mà làm hại chúng sanh khác nói quý vị có khi bất ngờ chứ cái kiểu mà mình mở miệng ra mình mắng chửi người khác thì nó cũng đủ cái nghiệp đưa chúng ta đi địa ngục rồi huống chi đến cái chuyện là mình phải đánh đập người ta hoặc thậm chí mình giết hại con này con kia nó còn hơn như vậy rồi đó là chưa kể là thí dụ như mình chèn ép người khác mình dùng cái oai lực của mình đó, cái sự vượt trội hơn của mình mình chèn ép người khác thì cái nghiệp đó nó cũng đủ dẫn mình đi địa ngục à, hoặc là đó cái này ở trong chú giải có nói này. ví dụ như mình kêu gọi quyên góp từ thiện nhưng mà rồi à, mình ăn chặn ăn bớt ở trong đó thì nó cũng đi địa ngục rồi mình gian lận rồi mình lừa gạt là cũng đi địa ngục nói chung là kỳ cái nghiệp ác gì đều có thể dẫn đi địa ngục huống chi là cái việc mình phạm giới sát sanh trộm cắp tà dâm nô dối uống rượu đều đi địa ngục được hết thành thử hôm rồi có người họ khi mà sư dạy cái bài giới không uống rượu đó sư có nói qua một chuyện có một vị có suy nghĩ đó là gì Uống rượu mà không làm hại chúng sanh khác thì không có tội. Xin thưa chỉ riêng cái việc mình uống rượu không thôi đó, mình không làm bất kỳ cái gì hết nha, chỉ riêng việc mình uống rượu không thôi cũng đi địa ngục. Và cái này nó nghiêm trọng hơn này. Đó là gì? Anh vướng phải tà kiến là anh đi địa ngục. Tà kiến ở đây là gì? tà kiến ở đây xưa lấy ví dụ như cái suy nghĩ hồi nãy đó tức là uống rượu mà không làm hại chúng sanh khác thì không sao đó là một kiểu tà kiến và kiểu tà kiến đó cũng đi thiện hoặc là cái kiểu tà kiến không có tin nhân quả nghiệp báo không có tin tội phước tức là à, thì ở đời ai thích làm gì thì làm chứ làm gì. có cái gọi là tội hay phước họ không có tin thành ra nhiều người họ thấy người ta đi làm từ thiện tiền không có mà ăn đồ không có mà mặc ở thì kham khổ mà đi làm từ thiện nhiều người họ kỳ lạ lắm bởi vì họ không tin vào nghiệp và quả của nghiệp mà chính bởi vì như vậy đó họ có cái tà kiến và chính cái tà kiến đó đó họ đi điện hoặc là họ có cái tà kiến là mỗi chúng ta đó có một cái linh hồn thường hằng bất biến đó mình chết rồi thì cái linh hồn mình đó, nó sẽ đi qua chỗ khác ví dụ như à, mình à, làm người đúng không mình chết rồi mà mình đầu thai vào con chó thì đó là con chó có linh hồn con người còn mà con chó đó mà nó chết rồi nó đầu thai làm người đó thì là con người có linh hồn của chó cái kiểu họ suy nghĩ như vậy thì đó cũng là tà kiến và chính cái tà kiến đó, đó nó đi địa ngục không cần chúng ta phải làm bất kỳ việc ác gì mà chỉ cần chúng ta có tà kiến thôi là cũng đủ đi địa ngục. Hoặc là chúng ta có cái kiểu tà kiến đó là gì? Không có luân hồi gì hết, chết là hết. Ở đây không có luân hồi nha, chết là hết, chết là xong chuyện, không có luân hồi gì hết. Thì đó cũng là một kiểu tà kiến và chính cái tà kiến đó đi địa ngục. Còn nếu như mình làm các cái ác nghiệp mà các ác nghiệp đó cộng với tà kiến nữa thì mình đi địa ngục lâu hơn người khác rất là nhiều. Xin lấy ví dụ. Hoặc là cũng có những cái nghiệp vốn dĩ bản chất của nó chưa đủ để đi địa ngục. Nhưng mà do mình có tà kiến cho nên mình đi địa ngục. Ví dụ như một cái kiểu hành kỳ nào đó nó cũng cái kiểu vô thưởng vô phạt thôi nha một cái kiểu hành trì nào đó ví dụ như à, mỗi ngày ra hít thở 10 cái thí dụ như vậy hít thở 10 cái rồi cứ à, niệm một câu nào đó ví dụ như ấn巴拉西布 à, thí à, dụ như vậy rồi cứ như vậy làm liên tục cứ như vậy làm liên tục à, thì à, vốn dĩ cái hành động đó, đó thuộc về cái kiểu là vô thưởng vô phạt ừ. nhưng mà nếu như mình nghĩ là cái hành động đó đó nó sẽ giúp cho mình giải thoát giác ngộ à, là mình đi địa ngục có một số cái tôn giáo đó, họ tập dưỡng sinh đó, họ tập dưỡng sinh rồi để họ có suy nghĩ là à, họ nhận cái năng lượng từ một cái đấng nào đó à, thì nhờ như vậy đó mình sẽ được uh, lên thiên đàng chẳng hạn thì cái kiểu tà kiến đó đi điện còn cái kiểu mà mình tập dưỡng sinh đó, vốn dĩ nó nó chưa là cái gì hết nó kiểu vô thưởng vô phạt thôi. chưa là cái gì hết nhưng nếu như mình có cái tà kiến ấy, là khi tôi tập những cái động tác như vậy đó à, thì tôi sẽ hưởng cái năng lượng từ một cái đấng nào đó rồi nhờ như vậy là tôi sẽ lên thiên đàng thì cái kiểu suy nghĩ đó nó sẽ đưa mình đi địa ngục hoặc là như trong kinh có nhắc những cái đạo như là đạo uh, con chó đạo con bò đó đó là có người họ uh, sinh hoạt như con chó, ăn như con chó, ngủ như con chó, sinh hoạt như con chó, họ nghĩ rằng cái kiểu sinh hoạt này đó sẽ đưa mình lên cõi trời. Đức Thế Tôn Nếu như một người sinh hoạt như con chó, ăn như con chó, ngủ như con chó, đi lại như con chó thì với cái kiểu sinh hoạt đó, họ sẽ tái sanh làm loài chó nhưng do họ có tà kiến nha nhưng do họ có tà kiến là họ nghĩ rằng cái cách thực hành của họ đưa họ đi đến cõi trời đó cho nên chính cái tà kiến đã đưa họ đi điện cho nên cái tà kiến là cái nghiêm trọng nhất và sẵn thì sư nhắc quý vị luôn chúng ta có bốn cái kiểu chúng sanh bốn kiểu chúng sanh à, tức là bốn hạng người đó hạng thứ nhất á, là chỉ thích làm thiện thôi ừ. hạng thứ hai đó um, có làm thiện mà cũng có làm ác hạng thứ ba đó thì làm ác nhiều hơn làm thiện và hạng thứ tư đó, là chuyên làm ác tức là chỉ làm ác thôi thì cái hạng đầu tiên um, chỉ thích làm thiện đó, thì thôi không còn gì để nói tức là cả đời từ hồi mở mắt tới nhắm mắt thì họ chỉ làm thiện không thôi thì cái cảnh giới tái sanh của họ nó đi về cái nơi sung sướng rồi mình không còn gì để mình nói trừ khi một số trường hợp đặc biệt tức là cái cái nghiệp của quá khứ nó trổ vào đúng cái cái thời điểm đó hoặc là họ có một gặp một vài cái vấn đề rắc rối nhưng mà nó hiếm lắm tức là cái khả năng một người mà họ thường xuyên làm thiện chuyên làm thiện mà xanh thiên cái khả năng đó rất là cao còn cái khả năng mà họ vẫn phải bị đọa đó thì nó thuộc về trường hợp ngoại lệ mà sư không có nhắc tới ở đây bởi vì sư sợ quý vị bị rối ừ. rồi cái hạng thứ hai đó là cái kiểu là cái kiểu thứ hai đó là có làm thiện mà cũng có làm ác thì cái kiểu này đó khi mà mệnh chung tức là khi hấp hối trên giường bệnh thì cần có người giúp cái người giúp này có thể là thân bằng quyến thuộc cũng được hoặc là nhờ một cái vị có đức hạnh hoặc là nhờ một vị sư tới giúp cũng được giúp ở đây là giúp cái gì một là nhắc họ khi họ còn khỏe mạnh họ đã từng học cái vấn đề giáo lý gì họ đã thực hành cái gì thực hành đúng chánh pháp nha họ đã thực hành cái gì thì bây giờ thực hành cái đó còn nếu không thì nhắc họ những cái phước thiện họ đã làm nếu không nữa thì nếu như là gặp vị sư thì vị đó có thể thuyết một cái thời pháp để mình mở mang cái đầu mình ra nhờ như vậy đó mình cũng có cơ hội sinh thiên chứ còn xin thưa nhé. trừ khi một số trường hợp mà hãng hữu nào đó họ mê chứ còn sư không ủng hộ cái chuyện là mình cứ đè đầu con người ta ra mình tụng kinh đặc biệt là tụng bằng cái ngôn ngữ mà người tụng thì không hiểu mà người nghe cũng không hiểu bởi vì sao người tụng không hiểu người nghe không hiểu á cái tâm của quý vị cái tâm của mình lúc đó đó nó có si không nó có tâm si không có si mình mới không hiểu chứ có tâm si không mà tâm si là thiện hay bất thiện chính bởi vì như vậy sư không ủng hộ cái chuyện mà hấp hối mà đè ra tụng kinh nhưng mà bây giờ quý vị thỉnh mấy ông sư tới rồi người nhà thỉnh tới rồi yêu cầu tụng thì phải tụng thôi tại vì đó là yêu cầu của quý vị chứ còn bản thân sư thì sư không ủng hộ chuyện đó tới một là thuyết pháp hai là lựa cái lời nào tương ứng với chánh pháp mình nói cho cái người hấp hối đó mà nghe cái thứ ba đó là người nhà đó, họ phải biết cách để khuyến khích người hấp hối đó nhớ đến cái phước thiện họ đã làm. Như vậy nó mới có hiệu quả. Rồi còn cái loại mà làm ác nhiều hơn làm thiện á thì cái kiểu này nó họ khó tưởng tượng đến điều thiện lắm, khó lắm. Mà muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác á thì người này họ cũng phải giỏi nha phải khéo dữ lắm mà. chứ không thôi là không có giúp họ được đâu tại vì khi đó đa phần là họ sẽ nghĩ đến cái ác cái nghiệp bất thiện cũ của họ là nhiều người giúp á, là phải khéo dữ lắm còn nếu như mà mình không khéo á, là cái kiểu người này là chắc chắn là phải đi vào khổ cảnh trừ một số trường hợp hãng hữu và là đặc biệt ngoại lệ thì sẽ không tính, không tính. mà làm ơn làm phước đừng có nghĩ mình rơi vào trường hợp ngoại lệ đó giùm sư nha còn và cái cách mà mình giúp đỡ đó thì nó cũng y như trường hợp ở trên còn cái kiểu người thứ tư là cái kiểu chỉ có làm ác mà không có làm thiện thì cái kiểu này đó thường thì thoát không nổi thoát không nổi chỉ trừ khi gặp được những bậc như là đức thế Tôn bậc chánh Đẳng chánh giác nha, hoặc là chí thượng tinh văn tức là ngày xá lợi phất ngày một kiền liên ấy, hoặc là cỡ như các vị đại tinh văn như các vị đại tinh văn mà có năng lực đặc biệt ấy, mới giúp được còn không là thua như vậy có nghĩa là sao có nghĩa là đời này ấy, bây giờ này, vào trong thời điểm hiện tại là vô vọng bởi vì làm sao gặp được các vị đó Cái người mà chuyên làm ác Xin lấy ví dụ Trường hợp Ngài Angulimala Chỉ có Thế Tôn mới giúp được thôi Còn nếu như Thế Tôn không giúp Là Ngài đi điện Nhưng mà muốn được như vậy đó Thì mình phải có cái Ở đây gọi là cái Cú lá Aparabariya Vedani giá cầm á tức là ở cái đời quá khứ mình đã làm cái nghiệp thiện rất là nhiều và rất là mạnh làm nhiều lắm và mạnh lắm nhưng mà do đời này mình bị si ám người ta nó che mờ có mắt đi cho nên mình làm ác thôi nhưng mà quá khứ mình là cái kiểu là làm thiện là trên trời dưới đất ghê gớm lắm cho nên mình mới được như vậy thành ra là đừng có ôm cái uh, hy vọng uh, là chắc uh, tôi sẽ được như vậy thôi uh, để qua một bên trừ khi uh, bây giờ nè uh, mình ráng mình tích cực mình làm thiện uh, thì nó có cơ hội là uh, ở một kiếp vị lai like nào đó mình sanh mà mình bị cái uh, si ám nó che mờ con mắt rồi mình làm ác nhưng mà mình được gặp các bậc thiện tri thức để nhắc nhở giúp đỡ tu hành thì họa mai như vậy thì còn được ừ? còn mô tả về các cảnh giới địa ngục thì cái gì ai cũng biết hết rồi mà nó khổ lắm bà sư nói quá thì có khi là cái video này nó không được đăng lên trên youtube luôn ấy nó kiểm duyệt tại vì nó gọi là mô tả nó kinh dị quá ghê gớm quá ở đây có một vài cái mô tả về địa ngục, ví dụ cho quý vị nghe. À, như là, ví dụ như một người đó, một người mà bị đâm 100 cái mũi giáo đó, đâm vào trong người cơ thể của họ. Cứ mỗi một giây uh, như vậy là họ bị đâm 100 cái mũi giáo, đâm liên tục từ ngày này qua tháng khác, nhưng mà họ không chết. Thì cái khổ mà bị hành hạ thể xác như vậy đó nó không bằng một góc cái khổ ở địa ngục hoặc như mình bị rơi vào trong cái chảo dầu sôi mà mình bị cái nó thiêu đốt nó làm cho mình bị phỏng rồi đau đớn than khóc nhưng mà cái khổ đó cũng không bằng một góc cái khổ ở địa ngục ở trong nhà quỷ sự có một lần nhà vua bắt được một cái tên phạm cái tội ác thì nhà vua mới à, hình phạt bằng cái kiểu mà xiên cọc. Tức là gì? Họ à, sọt y như là mình à, nướng à, nướng xúc xích gì đó. Họ sọt từ dưới, họ sọt lên. Rồi cắm ở đó. Để cho phơi nó, phơi gió, phơi nắng gì đó. Thì nhà vua khi mà quan sát cái tên mà bị à, à, hình phạt như vậy nè thì mới thấy một cái người rất là kỳ lạ người này á cưỡi một con người cắn chùi lũi à. không tức là không có mặc đồ gì hết da thì vàng ống nha, tức là rất là đẹp và mùi thơm thì tỏa ngát thì cái con người này đó hình dáng con người thôi hình dáng là hình dáng con người mới đi đến cái anh mà bị phạm tội đó khuyên ảnh nó ráng nha ráng nha đừng có chết dù sao thì sống vẫn hơn đừng có chết. Mà quý vị nghĩ đi, một con người mà bị xiên như vậy đó mà có ai kêu mình thôi ráng đi thì dù sao còn sống vẫn hơn. Quý vị có thấy lạ không? Mình mà rơi vào hoàn cảnh đó có khi mình mong thôi cho tôi một nhát cho tôi chết liền tại chỗ chứ còn. Như vậy thì khổ quá nhưng mà con người đó họ vẫn khuyên thôi ráng nhà ráng nha, còn sống vững hơn nhà vua thấy lạ mới hỏi đó. thì vị này mới nói là thưa nhà vua tôi là ngạo quỷ chứ tôi không, tôi không phải là người đâu tôi cũng không phải là thần đâu tôi là ngạo quỷ tôi cũng khổ lắm nhưng mà nó không dính dáng gì tới chuyện này cái vấn đề là dù cho con người bị hành hạ đến như thế nào đi chăng nữa hoặc khổ đến như thế nào đi chăng nữa thì cái khổ đó cũng không bằng một góc cái khổ ở địa ngục đâu cho nên là tôi mới khuyên cái đứa này nó là cái đứa cháu kiếp trước của tôi cho nên tôi mới khuyên nó là dù sao thì còn sống vững hơn tức là mình ở đời mình thấy khổ quá nhiều người họ thấy khổ quá rồi họ nghĩ quẩn họ nghĩ là thôi chắc chết sướng hơn nhưng thực tế không mình chết mình đi địa ngục cái khổ ở địa ngục đó khổ gấp trăm gấp ngàn gấp tỷ lần ở đây cho nên nó kiểu gì thì kiểu còn sống vững hơn rồi chúng ta qua đến cái loài ngạ quỷ ngạ quỷ nó có hai loại nó có hai cái nó có hai cái cách gọi Quý gì chờ xin một chút Uh, ngạ quỷ nó có hai cách gọi một á, là beta cái cái beta đó mình thường hay dịch là ngạ quỷ nhưng mà thứ nhất á, là tất cả chúng sanh uh, tất cả con người á um, sau khi mà mệnh chung rồi đó thì uh, đều được gọi là tá nhưng mà cái kiểu thứ hai á uh, là cái hàng nói về cái hàng ngạ quỷ và cái kiểu mà mình hay gọi là ma đó hoặc là gọi là linh hồn mà vất va vất vưởng rồi cô hồn ngạ quỷ rồi à, hoặc là cái gọi là khuất mặt khuất mặt đó, thì đều được tính à, vào ở à, trong cái loại này thằng Google Meet hồi nãy sư nói rồi à, thằng Google Meet nó nói là bây giờ còn 10 phút nữa 10 phút nữa thì à, bây giờ sư ngắt ha sư uh, sư gọi uh, là sư tắt và nếu như sư mở lại được á sư mở lại được thì quý vị vào lại nha còn nếu như mà sư mở lại mà không được á thì uh, bữa sau mình tính tiếp ừ. ở đây nó báo là còn 10 phút thôi nên mình chủ động đi chào quý vị vào lại ha có vẻ như mọi người đã đông đủ chúng ta tiếp cái um, cái hàng uh, mà chúng ta hay nói là cái kiểu làm ma rồi đi tới đi lui đó, cái kiểu mặc áo trắng <laughs> này nọ đó, đó là thuộc cái hàng ngạo quỷ này nè. Và chúng ta có cái suy nghĩ sai lầm tức là gì? Nói theo kiểu của mình nhé, tức là làm ma thì nó là chưa có đi đầu thai đâu, mà chờ tức là chờ đi đầu thai. Nhưng thực tế không phải. Ma ở đây tức là ngạo quỷ và họ đã đi đầu thai rồi và các cảnh giới đầu thai của họ là hàng ngạ quỷ chứ không phải là cái kiểu chưa đi đầu thai uh, chờ đi đầu thai thì không phải yeah. nha chúng sanh sau khi mà mệnh chung á tức là sau khi chết đầu thai ngay lập tức vào một cái sự tồn tại khác có thể là đi địa ngục uh, làm ngạ quỷ đi bàn sanh nhưng nói chung là đi đầu thai ngay lập tức chứ không có cái kiểu mà chờ. Thì hàng ngạ quỷ ở đây đó, thường thì họ không có cái chỗ cố định. Không có chỗ riêng biệt. Thành ra là họ có thể ở trong rừng cũng có nè, theo núi, trong núi cũng có, ở những cái vực thẳm rồi ở đảo biển đại dương, nghĩa địa vân vân. Cho nên chúng ta có những nơi mà mình đi vào mình cảm thấy là nó ghê rợn ví dụ như bầu rừng mình cảm thấy sợ hãi tại vì có thể rừng là cái nơi mà họ ở hoặc là ở các cái nghĩa địa thì hàng ngạo quỷ họ cũng thích ở các nghĩa địa nữa hoặc như những cái ao tù nước động thì ngạ quỷ họ cũng thích ở đó à, hoặc là ở những cái đống rác những cái bãi rác ngạ quỷ họ cũng thích ở đó thích ở đây á, cũng không phải là sự yêu thích gì mà bởi vì do cái nghiệp của họ cho nên là họ chỉ có thể ăn uống những thứ đó tức là ăn uống những thứ dơ bẩn mà ở những bãi rác nè à, thì hoặc là như là ở như địa thì những thứ dơ bẩn nó nhiều cho nên là họ tập trung ở đó nhiều chứ không gì hết cái loài ngạo quỷ này đó thứ nhất là là đồ ăn của họ không phải con ngạ quỷ nào cũng được ăn, có những con á là nó phải chịu đói chịu khát, không ăn uống gì được hết. Còn nếu như ăn uống được á thì nó cũng thuộc cái dạng mà chớ trêu Ví dụ như à, cái cổ nó nhỏ, cái đầu của nó, cái thân của nó thì lớn như là quả núi vậy đó, nhưng mà cái cổ của nó thì nhỏ như cái lỗ kim. Cho nên là không được vào ở trong cái lúc nào cũng phải sống trong cái tình trạng đối khác mà ăn uống thì không có được như là có lần một cái nhóm 30 vị tỳ kheo thấy một con ngạo quỷ và con này nó đối khác quá nó xin nước nhưng mà nó không uống được thành thử là 30 vị này nè mới liên tục múc nước rồi đổ vào ở trong miệng của nó nhưng mà cái do cái cổ nó như là cái kim vậy đó cho nên là nó chỉ hưởng được một chút xíu thôi còn nếu như mà được ăn được uống thì cũng chỉ có ăn uống những chất dơ ví dụ như là những cái chất lỏng mà loài người thải ra ở trên ở dưới thì quý vị tự hiểu ha hoặc là chỉ ăn uống được những cái rác rến rồi đồ dơ bẩn chứ không có ăn uống được bình thường như người ta ví dụ như cái người á nó có một loài ngạ quỷ như vậy tức là ngạ quỷ ăn phân do cái tiền kiếp là người phạm giới tà dâm cho nên là ở cái đời khi mà tái sanh làm loài ngạ quỷ đó là họ lúc nào họ cũng phải chúi đầu xuống dưới hầm phân hết trơn để ăn ở đó đói phải ăn nhưng mà hễ mà đương nhiên ăn đâu có ngon lành gì mà hễ mà ngửa mặt lên á thì lại đói rồi cúi mặt xuống lại phải ăn đó là do cái cái nghiệp tà dâm cũ của họ, rồi chính bởi vì như vậy, cho nên là trong luật á, là vị tỳ kheo khi mà trước khi mà vào một cái toilet á, thì phải gõ cửa. Một trong những nguyên nhân á, là để cái hàng quỷ này nè mà có ở đó thì nó biết thì nó tránh chứ để mất công là mình đi trên đầu nó thì tội lỗi. Và trong số tất cả các loài ngạ quỷ thì chỉ có một loại là Paradattu là nhận được phước hồi hướng thôi. Chứ không phải là cái loài ngạ quỷ nào cũng nhận được phước hồi hướng. À, hồi nãy cái chúng sanh địa ngục siêu quên nói. Thế mà mình ở địa ngục á là thua. Ở địa ngục rồi là thua không ai giúp được hết đức thế tôn cũng không có giúp được chúng sanh ở địa ngục cho nên mấy câu chuyện mà gọi là mở cửa địa ngục chẳng hạn ha là mình chế ra cho vui thôi do người ta không có hiểu chứ đã đi vào địa ngục rồi là không cách chi mà giúp được hết không giúp được không hồi hướng phước được không làm phước hồi hướng phước được không có cho nên không có chuyện mà mở cửa địa ngục thì không có rồi ngay cả cái hàng ngạ quỷ đó thì trong vô số các hàng ngạ quỷ thì chỉ có một loại có thể hưởng được phước hồi hướng chứ không phải cái con ngạo quỷ nào cũng hưởng được phước hồi hướng mà nhờ đâu ừ, hưởng được phước hồi hướng à, nhờ khi còn sống có bố thí không có keo kiệt không có keo kiệt và tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì nhờ mình tin vào cái chuyện là làm phước được phước ấy. rồi mình cũng có tạo phước có bố thí cúng dường nhờ như vậy đó thì khi mình chết mà sanh làm ngạ, loài ngạ quỷ thì mình có cơ hội đi vào cái hàng ngạ quỷ là Paradattupachivina tức là có thể nhận được phước hồi hướng Chứ còn nhiều loài ngạ quỷ không nhận được phước hồi hướng nha. Nói như vậy đó, thì mình hồi hướng có lợi ích gì hay không? Bởi vì nó chỉ có một loại thôi. Thì nó như thế này, quý vị có còn nhớ xin nói không? Số chúng sanh mà sanh làm ngạ quỷ nó nhiều gấp vô số lần số chúng sanh được sanh làm loài súc sanh mà số chúng sanh được sanh làm loài súc sanh đó, nó nhiều gấp vô số lần số chúng sanh được sanh làm người tức là hàng ngạo quỷ đó, nó nhiều gấp vô số nhân với vô số lần con người nói đừng có rung nghe ngó ngoài cửa có khi là họ đứng đầy ở ngoài á mà nói chi là ngó ngoài cửa có khi là kế bên mình là đứng đầy ở bên mình chẳng qua mình không thấy thôi và ở trong số đó thì chắc chắn là sẽ có hàng ngạ quỷ có thể nhận được phước hồi hướng và nói một chuyện để cho ai có sợ ma thì cũng bớt sợ đó là gì thường những cái hàng ngạ quỷ ở gần mình á thì họ là thân bằng quyến thuộc của mình tức là họ là cha kiếp trước của mình là mẹ kiếp trước của mình là anh là chị là ông là bà là con là cái kiếp trước của mình cho nên, cho nên đừng có sợ nha không có sợ à, không làm gì mình đâu và trong số đó đó có những loài nhận được phước hồi hướng thành thử là mình cứ làm phước và mình hồi hướng thì chắc chắn là sẽ có những thân bằng quyến thuộc của mình đang làm cái hàng ngạ quỷ nhận được phước hồi hướng đó họ sẽ nhận được chúng ta qua đến cái loài thú là bàn xanh đó bằng xanh thì những cái con chúng ta thấy thường thì thôi sư không nói tới à, sư nói tới một cái vài loài mà chúng ta không có thấy được ví dụ như loài rồng à, rồng á thì thân có lớn có nhỏ và rồng thì cũng có loài có thần thông có loài không có thần thông còn tuổi thọ của loài rồng á thì cũng không nhất định có loại thì trường thọ và cũng có loài yếu thọ cái loài rồng mà có thần thông á, thì họ có thể biến hóa làm thân alo 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 nó bị mất cái mic rồi xin nói lại nha quý vị ai có coi tay du ký á, thì mình thấy là rồng gọi là long vương á, là một cái tồn tại ghê gớm lắm cũng là tiên ở trên trời đó chứ không phải vẫn chơi đâu nhưng mà thực tế thì loài rồng cũng được tính làm cái loài bằng xanh và họ không có khả năng chứng đắc đạo quả cái nguyên nhân mà sanh làm loài rồng á thì nó cũng giống như cái nguyên nhân sanh làm loài thú thôi tức là nếu mà tính theo cái thiện nghiệp thì mình cũng có làm thiện nhưng mà cái thiện nó hơi ít hoặc là do một số cái điều kiện đặc biệt nào đó mà mình phải sanh làm loài rồng. Ví dụ như có vị tỳ kheo vì đó vô tình làm đứt một cái lá. Rồi vì đó không suốt cái thời đời tu của vị đó, đó Tu hành ngon lành lắm nhưng mà suốt đời tu đó, không có cơ hội gặp vị tỳ kheo khác để sám hối. Thành ra khi mà mệnh chung đó, do cái nghiệp đó đó do nghiệp làm đức lá mặc dù tu dữ lắm nhưng mà do cái nghiệp làm đức lá cho nên là sanh làm loài rồng. À, hoặc là có những người đó họ làm cũng có làm thiện nhưng mà cái kiểu sống của họ là cái kiểu ham ngủ, thích ngủ nhiều. Ví dụ như có một vị Sa di vị này mê ngủ lắm thì ông thầy á ổng mới khó đầu vị Sa di này để kiểu như sáng sớm à, khó để à, đi ra ngoài quét sân vì sao di này buồn ngủ mà thì mới lầm bầm lào bào. thì khi mà đổ rác á, quét sân xong rồi đổ rác á, mới có nguyện một cái lời như vậy mong cho đời sau con ngủ cho đã cái phước con làm á mong cho đời sau con ngủ cho đã đi Nên tại đời này ngủ không đã chính bởi vì lời nguyện như vậy đó mà sanh làm loài rồng ngủ từ suốt thời bốn thời kỳ của bốn vị Phật tức là ngủ từ hồi Đức Phật quá khứ cho đến Đức Phật hiện tại nè con rồng đó vẫn còn nằm ở dưới khi Đức Thế Tôn thả cái bát trôi ngược dòng sông cái bát nó chìm xuống dưới lòng sông và nó đụng vào cái bát vàng của chư Phật quá khứ nó phát lên một cái tiếng con như vậy con rồng tức là vị sa di năm xưa đó con rồng đó nó mới tỉnh và nó nói ủa hôm qua có một ông thành phật hôm nay có thêm một ông nữa tức là nó ngủ từ thời phật quá khứ đến thời phật hiện tại nó vẫn chưa thấy đã và nó tiếp tục nó ngủ tiếp cho tới thời phật vị lai Đấy. thành ra đó à, ai mà ham ngủ quá thì coi chừng nha rồi cái loại cái loại thứ hai mình gọi là khẩn na la hán dịch là khẩn na la còn bali gọi là kinh na mình gọi là điểu nhân, quý vị đọc kinh thì có khi hay nghe cái từ là khẩn na la, mình chưa biết khẩn na la là ai. thì khẩn na la đó có hình dạng giống con người, chỉ khác ở một vài điểm, Thí dụ như là cái cái bàn tay thì giống như chim, rồi đầu mặt thì cũng giống như người. có cái hình minh họa sư không chắc cái hình này nó chính xác, nhưng mà thôi nó cũng có này đây. Đây. đây là một ha đây thì cái uh... cái tuổi thọ đó thì khoảng một ngàn năm ừ. nó có tới 7 loại lực cái khẩn na la này có 7 loại có loại thì xinh đẹp cũng có cánh như vậy đó ừ, rất là xinh đẹp À, thành ra là một số à, một số nền tôn giáo thì có thể coi họ như là sứ giả của trời tức là thiên sứ à, nhưng mà cũng được tính vào loài bằng xanh à, có loài thì họ tương đối xấu tức là gần với loài chim hơn và nhìn nó ít giống con người hơn Thí à, dụ như một số à, một số nền văn hóa có thể họ gọi họ là cái gì cái gì Happy Happy gì đó À, đại loại là như vậy, tức là cái điểu nhân đầu thân người nhưng mà cái cũng có một số đặc điểm của loài chim. Ấy. Tại vì có 7 loại là có loại thì đẹp, tức là giống người nhiều hơn mà giống chim ít hơn. Giống như là người ta gọi là thiên sứ. Ấy. Hoặc là giống có loại thì giống chim nhiều hơn mà giống người ít hơn. Đó là cái loài gọi là khẩn na la. Rồi cái loài kim xí sí điểu. Ừ kim xí điểu thì có hình dáng thì giống như chim do hình dáng giống như chim cho nên là được xếp vào loài chim ở đây nó có một cái hình gọi là cái chim xí điểu là xúc banh á đấy kim xí điểu nó là kim xí điểu thôi tại vì sư uh, không biết là vị nào dịch à, chứ còn không nhất thiết là phải có cánh màu vàng nha không nhất thiết và loài này đó là chúa của loài chim bởi vì sao bởi vì rất là lớn cái thân hình rất là lớn và không có giống đại bàng nha nhiều người dịch là đại bàng kim xíu điểu chứ thực tế là không có giống đại bàng cái thân của loài này không có giống đại bàng đâu nhưng mà rất là to và cái thức ăn là thường ăn rồng thường là ăn thịt rồng và nó ở cái chú sứ ấy, là ở à, quanh núi tu di đặc điểm của những loài thú này ấy, là gì à, nói chung đặc điểm của tất cả các loại bằng xanh tức là từ con rắn con kiến con trùng con dế nói chung họ có một số đặc điểm chung như sau thứ nhất ấy, là sợ chết và rất là nhiều nguyên nhân đó là do trong thế giới à, của loại bằng xanh ấy, thì thú lớn ăn thu nhỏ thú mạnh hiếp thú yếu cho nên là nó phải sẽ chết thôi. Rồi cái thứ hai đó là nó bị thiếu thốn và đói khác thành ra là cũng sẽ chết, sẽ chết do thiếu thốn đồ ăn rồi đói khác Rồi cái thứ ba đó là sẽ chết do thường bị nhân loại bức hại. Người ta có câu á là loài người có thể ăn bất kỳ con gì cho đến khi nó tuyệt chủng tức là cái gì mà nó cọ ngoại được là mình loài người giớt láng hết trơn hết tròn cho nên là sợ bị nhân loại bức hại còn tuổi thọ thì không nhất định tại vì có những loài có tuổi thọ ngắn thí dụ như con phù du à, thọ chừng có một ngày thôi rồi có những loài tuổi thọ dài à, như là loài rồng chẳng hạn như sư nói hồi nãy đó thọ từ thời đức phật quá khứ cho đến thời đức phật hiện tại cho nên là tuổi thọ thì không có xác định chúng ta qua đến cái hàng ừ. gọi là atula thì atula đó có hai loại có hai loại chính là một là atula thiên và hai là atula đọa atula thiên là sống ở dưới chân núi tu di vốn dĩ các vị này đó là chư thiên cõi trời đau lợi nhưng mà do ham nhậu nhẹt ham uống rượu cho nên là bị vua trời đế thích là tống xuống dưới chân núi tu di cho nên là các vị này vẫn xinh đẹp như cõi trời và vẫn có nhiều oai lực như là chư thiên cõi trời đau lợi tức là không khác gì hết chẳng qua là do bị đẩy xuống dưới chân núi tu di thôi thành ra là atula thiên rất là xinh đẹp nhưng mà do ức là bị đạp xuống dưới đạp xuống dưới cõi trời ấy. cho nên thỉnh thoảng thì có gây ra những cuộc chiến tranh để giành lại cõi trời thì có và trong cái hàng Atula thiên thì còn chia ra một cái phần nhỏ nữa họ cũng tính được vào Atula thiên à, nhưng mà theo hình tướng ấy, thì cái hình tướng nhỏ hơn chi thiên đau lợi và nhỏ hơn Atula Thiên ở dưới chân núi Tu Di uy lực thì cũng kém hơn và cái chú xứ thì cũng không có nhất định tức là có thể ở trong rừng rồi ở cây cối rồi ở những cái đình miễu mà người ta thờ á thì cái loại Atula Thiên này nè nó gần với cái kiểu thần mà một số nền văn hóa hay thờ rất là gần và nếu như mà tính thì họ được liệt vào nhóm của chư thiên tứ đại thiên vương. Nhớ nha, Atula thiên ở dưới chân núi Tu Di nếu mà tính là xếp chung với lại chư thiên đau lợi. Nhưng mà do bị đạp xuống dưới chân núi Tu Di. Còn cái loại Atula thiên thứ hai đó là thấp hơn một bậc. Nếu mà xếp thì họ nằm chung với chư thiên đau lợi nhưng mà họ thấp hơn và một số nền văn hóa thì rất là hay thờ như là thờ thần các cái loại thần trong một số nền văn hóa Việt Nam mình cũng có nữa Rồi còn một loại cũng gọi là Atula nhưng thực tế họ không phải là Atula tức là cái Niraya Asura nói cho đúng thì đây là một cái hàng ngạ quỷ không gian tức là chúng sanh sống ở địa ngục không gian quý vị tưởng tượng như thế này mỗi một thế giới nó có cái hình tròn như là một quả cầu và các mỗi ba thế giới thì nó 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 gắn vào nhau nó giống như chúng ta để ba cái quả cầu á mà nó gắn vào nhau á xếp chung với nhau thì nó sẽ có khoảng hở ở giữa thì khoảng hở ở giữa đó là một cái loại địa ngục đặc biệt gọi là địa ngục không gian dành cho những loài này nguyên nhân mà có cái loại ngạ quỷ không gian này đó là do khi còn sống họ có một kiểu tà kiến là không có gì hết tức là nghiệp cũng không mà quả cũng không nhân cũng không mà quả cũng không không có thiện không có ác không có cái gì hết chết rồi là hết thì cái kiểu mà tà kiến cái gì cũng không á sẽ đưa họ vào cái địa ngục không gian này à còn nguyên nhân mà sanh vào cái hàng atula là do đâu một là do khen cái người không đáng khen và hai á, là chê người không có nên chê thì lấy ví dụ như À, gặp những cái người mà họ giàu mà làm ăn phi pháp ví dụ như à, làm vợ bé à, làm cái người thứ ba làm hại hôn nhân người khác mà được giàu đi xe xịn hàng tỷ chẳng hạn thì nhiều người họ chạy theo họ khen như vậy họ ủng hộ những con người như vậy còn những người à, đức hạnh à, khuyến khích người ta làm phước thì họ nhào vô họ nói ông này ổng kêu người ta cúng dường cho ổng rồi hoặc là kêu hễ mà mình mở miệng ra kêu người ta tu á hoặc là làm thiện hoặc chỉ đơn giản là họ không đá động gì tới mình nhưng mà mình nhìn là tự nhiên mình không ưa rồi mình ghét rồi mình công kích mình áp chế mình bức hại những con người đó hoặc đơn giản mình chỉ chê bai thôi nói ở cái thứ này mà tu cái gì nhìn mặt như thằng gian đại loại như vậy thì những người đức hạnh á, thì mình chê còn những người mà ăn chơi đàn điếm tạo ra những cái nội dung mà nhảm nhí uh, rác rưởi thì mình lại ủng hộ thì cái kiểu đó họ sẽ tạo cái nghiệp sanh làm loại atula có nghĩa là sao đương nhiên khi mình làm cái nghiệp như vậy đó tức là khen cái người không đáng khen mà chê cái người không đáng chê thì việc đầu tiên là mình đi xuống dưới địa ngục trước nha đi xuống địa ngục trước hưởng hết cái cảnh khổ địa ngục rồi nhờ một cái phước hãn hữu nào đó sanh được lên làm loài ngạ quỷ rồi nhờ hưởng hết cái khổ loài ngạ quỷ rồi nhờ một cái phước hãn hữu nào đó sanh làm loài thú rồi khi mà chịu hết cái khổ của loài thú nhờ một cái phước hãn hữu nào đó lẻ ra đó được sanh thiên lẻ ra được sanh thiên tức là một á là sanh làm cái lên cõi trời đau lợi nè làm chư thiên ở ảnh hưởng phước biết là bao nhiêu không hoặc là sanh làm chư thiên cõi tứ thiên vương cũng được vậy không lại xanh làm loài atula hiểu vấn đề không tức là vì cái nghiệp đó đó cho nên lẽ ra mình hưởng cái phước cao cấp hơn nhưng mà không mình phải hưởng cái phước nó thấp kép hơn ừ. Rồi chúng ta qua đến à, cõi người thì cõi nhân loại đó ừ. Ý trời. Thì... Thì còn có thiếu cái loài nào chưa nói nữa không à còn có à, tức là cái à cái hàng gọi là cái hàng giả dạ xoa giả dạ xoa thì uh, thứ nhất á, là họ cũng có thân hình đẹp nha có thân hình đẹp cũng có hào quang nhưng mình cái hàng giả dạ xoa đó thì uh, nó cũng chia ra làm hai tức là giả dạ xoa thiên và giả dạ xoa đọa đọ. nó cũng giống như atula vậy đó có hàng thiên và có hàng đọa hàng thiên á, thì cũng uh, đẹp có thân hình xinh đẹp và có nhiều oai lực còn già dạ sa đọa đó thì không được như vậy cái hàng già dạ sa đọa thì đôi khi á mà họ có cái tâm có lòng bức hại chúng sanh khác thì họ sẽ hóa thân làm cái cai ngục để họ hành hạ những chúng sanh ở địa ngục hoặc là họ hóa thân làm những cái loài như là loài chó rồi loài chim để họ hành hạ những hàng ngạ quỷ đó. thì đó là cái đặc điểm của hàng giả dạ xoa rồi hàng giả dạ xoa đó họ có những cái khu vực của họ mà nếu như mình đi vào trong khu vực đó đó là họ có quyền bắt ăn thịt cho nên ở trên thế giới có những nơi đó mà tự nhiên là người ta ở đó rồi mất tích tìm không thấy là một trong những nguyên nhân là có thể như vậy hoặc là những khu vực á, là người cứ hễ mà tàu bè đi đến đó là gặp tai nạn rồi người thì mất tích thì một trong những nguyên nhân là đi vào ở trong khu vực của cái hàng giả xoa đó thì họ bắt và họ làm cái thức ăn dự trữ còn loài càng thắc bà đó thuộc như thiên tứ thiên vương và họ sanh ra ở những cái cây có mùi hương và họ ngủ ở đó những cái hàng càng thác bà mà sanh trong những cái cây có mùi hương á, thì thường á, cái chỗ ở của họ họ có loại á, thì mất cái chỗ này thì họ ở chỗ khác thôi họ chỉ đơn giản họ đổi chỗ nhưng cũng có một số loại càng thác bà họ mất chỗ thì họ không có ở chỗ khác được mà họ phải ở đúng cái chỗ đó ví dụ như có một số loài như càng thác bà họ ở trong cái lỗi cây lỗi cây mà có mùi thơm có mùi hương rồi mình chặt cái cây đó về rồi mình đóng thành cái giường cái ghế thì họ cũng sẽ đi theo họ ở trong cái giường cái ghế đó tại vì đó là chỗ ở của họ mà à, thành thử có một số cái à, trường hợp mà mình nằm ở trên cái giường cái ghế mà có hương thơm à, mà bị cái trường hợp mình gọi là bóng đè đó thì có thể hoặc là bị chọc bị ghẹo thì có thể là do cái gỗ mà mình đốn xuống mà mình đóng đó là cái chỗ ở của loài càng thắt bà rồi có cái loại càng thắt bà thì họ ở trong cái thân của nhân loại có nữa thì trong cái trường hợp này đó thì thường là người nữ thường họ sẽ ngủ ở trong cơ thể người nữ và cái hạng này đó thì người ta hay gọi là bà đồng ừ. học cái này thì mình biết là à thì ra là những cái uh, trường hợp như vậy đó là do càng phát bà ở trong cơ thể của họ tức là họ lên đồng lên cốt rồi uh, họ chỉ cái này họ phán cái kia đó là càng phát bà nhưng mà sư không nói tất cả nha tại vì thời nay uh, vàng thâu lẫn lộn có người là thiệt nhưng mà cũng có người là giả nhưng mà thời buổi này thì giả thì nhiều hơn thiệt. Rồi một đặc điểm nữa đó, tức là gì? À, càng thác bà thì họ thích cái gì? Một là thích thương, hai là thích nhà. Thành ra có một số cái trường hợp á, mà người ta múa rồi người ta thỉnh à, thỉnh thần nhập xác á rồi họ sẽ nếu mà thỉnh được á họ sẽ múa được những cái tư thế nó mà người bình thường họ không làm được hoặc là có những cái điểm họ múa nó nó hay hơn nó bốc hơn thì một trong những cái đó đó là do họ thỉnh được càng thác bà nhập vào thân cho nên khi mình học nhiều như vậy đó thì mình thấy có một số cái nền văn hóa có một số cái kiểu truyền thống văn hóa mình không có bài xích tại vì mình nhưng mà mình biết nó xuất phát từ đâu rồi còn một loại nữa đó là cái loài mà cưu bàn cà thì cưu bàn cà đó cũng thuộc vào chư thiên của tứ thiên vương nhưng mà có điều là cái hình tướng hơi đặc biệt tức là cái có bụng thì to còn mắt thì đỏ rồi lộ ra trợn lên cái chỗ của cái loài chua bàn trà này đó thì họ một là ở cõi người hay là có địa ngục thì nếu như mà xuống dưới để hành hạ chúng sanh ở địa ngục thì họ xuống dưới và nhiệm vụ của loài cưu bàn trà này đó là bảo vệ những di tích những cái bảo tàng cho nên là chúng ta thường hay kể nghe những câu chuyện mà những cái bảo tàng mà thường có những cái thế lực này nọ kia mà họ bảo vệ đó. thì đây là cưa bằng trà họ bảo vệ những cái bảo tàng đó bảo vệ để chi chờ người xứng đáng còn người mà không xứng đáng tới là họ cư bằng trà là họ sẽ xử đó. đây thì bây giờ là sư đã nói qua hết những cái hàng thiên nhân chờ sẽ chút xíu chưa lấy nước thì cái bài giảng ngày hôm nay đó sư sẽ lưu lại và sư sẽ đăng lại trên youtube sau bây giờ chúng ta qua đến khỏi người thì lời người tức là chúng ta chia ra làm có bốn châu một là nam thiện bộ châu là châu của mình gọi là cái châm bú đi cái tên uh, Nam Thiện uh, Nam Thiện Bộ á uh, là mình uh, có lẽ là mình phiên uh, âm từ cái châm uh, bút chăm bút uh, chăm bút tại vì uh, đây là cái tên của cái cây của cái xứ mình uh, loài người ở đây thì có đặc điểm là phải uh, lao động để uh, nuôi mạng chứ còn không lao động là chết nhưng mà có những cái vượt trội hơn À, ngay cả chư thiên lẫn các cái châu khác cũng không bằng. Đó là do đầu thứ nhất là có sự dũng cảm làm thiện cũng như làm ác. Tức là sao dũng cảm làm thiện nghĩa là à, mình à, dám dám làm thiện vì cái thiện đó, đó nhiều người họ sẵn sàng họ bỏ cả tính mạng họ ra. Cho nên á, cái chỉ có nam thiện bộ châu á, là cái xứ mà có à, cái xứ mà có thánh nhân tức là có các vị uh, chánh đẳng giác độc giác thinh văn giác Đó. đây là đặc biệt nha là có can đảm làm thiện và cũng có can đảm để làm ác tức là chỉ có nam thiện Bộ châu mình mới có những cái hạ mà ngũ nghịch như là giết cha giết mẹ giết a la hán là phật chảy máu phá hòa hợp tăng tức là ác thì nó cực ác mà thiện cũng cực thiện Đó rồi mình có một cái người Nam Thiện Bộ Châu có một đặc điểm nữa mà các châu lục khác không có đó là gì? Chịu suy tư về nhân quả. Ví dụ như tại sao cái này nó lại như vậy? Rồi cái này khi mình làm như vậy thì nó sẽ cho ra kết quả gì? Thì họ có khuynh hướng suy nghĩ do đâu mà cái này xảy ra rồi cái này sẽ dẫn đến cái gì tức là thường có khuynh hướng suy nghĩ về nhân quả rồi họ mình ấy mình loài người của năm thiện bộ châu mình nè thì có một đặc điểm nữa đó là mình rất dễ suy tư về cái gì nên làm và không nên làm rồi cái gì là có lợi ích hay là không có lợi ích Rồi cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Cái này, đặc điểm này đó là chúng sanh ở chỗ khác thì à, không có. Rồi một đặc điểm nữa của người Nam Thiện Bộ Châu là gì? Chịu xuất gia, sống đời phạm hạnh. À, các cái chúng sanh ở cõi khác thì họ không có cái đặc điểm này. Chỉ có ở Nam Thiện Bộ Châu đó, là mới có cái vụ gọi là xuất gia. Ừ. Thành ra chỉ có ở chỗ này đó là mới có xuất hiện um, các cái vị phật chánh um, đẳng giác độc giác thình văn giác và cũng chỉ có năng người Nam thiện ngũ châu mình mới có niềm tin tôn giáo đương nhiên là có uh, tin cái đạo uh, cốc đạo ổi cũng có mà tin vào đạo phật cũng có nhưng ít nhất là mình có niềm tin tôn giáo rồi cái thứ hai đó là bắc Hù lưu lu châu người uttara cu cái cu uh, uttara đó là phía bắc còn cái cu uh, rú mình phiên âm là cu thành ra là cứ câu lô có, có nơi phiên dịch là câu lô cu uh, lô rồi câu lưu thì nó đều như nhau hết chẳng qua là cách phiên âm thôi xứ uh, cu thì loài người ở đây đó có một cái đặc điểm đó là họ không phải lao động để mà nuôi thân và họ không có khái niệm tài sản riêng bao gồm luôn cả vợ con tức là họ không có bao giờ suy nghĩ là à, đây là nhà tôi đây là xe tôi và đây là vợ tôi đây là con tôi họ không có họ không có khái niệm của tôi đó Rồi y phục của họ đó thì đẹp như là chư thiên họ có cái cây như ý đó, tức là vỏ cây thì có thể làm y phục rồi cái cây thì có thể làm thức ăn, rồi tức tức là cái gì thì họ cũng có thể lấy từ tự nhiên để mà họ sử dụng hết. người dân á thì các cái thành phố thì xây dựng ở trên không và là một cái thành phố mà lơ lửng ở trên không thì có những cái điều đặc biệt của người xứ Bắc Lưu châu đó là gì thứ nhất là họ không có lòng tham cho nên ở đó không có cái vụ là trộm cắp không có rồi họ không có tài sản riêng bao gồm luôn cả vợ con không có à, đời sống vật chất thì vượt trội còn tuổi thọ của họ cố định một ngàn năm và do cái đời sống của họ là giữ giới một cách tự nhiên ấy, cho nên là sau khi mệnh chung thì đa phần là sanh về cõi trời và các vị phật độc giác chánh đẳng giác và thinh văn giác thì các vị thánh các vị chứng thiền thì cũng thường hay tới đây để khất thực rồi uh, chúng ta đến cái xứ uh, uh, tây Ngu sa châu aparagô già na thì uh, tại sao gọi là tây ngưu sa châu thì cái apará đó apará là phía tây còn cái gô á là con bò <laughs> gô là con bò à, mà Gia Ná là chiếc xe thành ra là mình dịch là tây ngưu sa châu ở đây không có nghĩa là người nói như vậy không có nghĩa là dân ở cái xứ này họ thích đi xe bò thì không phải chẳng qua là do cái tên thôi đặc điểm của ở đây đó là người ở đây họ ngủ trên đất ở trên mặt đất họ không có xây nhà rồi thì người ở đây cũng không cần phải lao động để mà nuôi mạng tại vì họ cũng có cây như ý của xứ của họ tức là cần cái gì thì ra đó lấy ừ. rồi chúng ta đi đến cái châu tiếp theo là bức phá quyết đề há chúng ta gọi là Đông Thắng Thần Châu nhớ nha Đông Thắng Thần Châu chứ không phải là Đông Thắng Thần Châu mình gọi đông thắng thần châu là mình đọc nó bị nhầm á à, tại vì sao tại vì cái bức bá là phía đông quý là đẹp còn cái đề há đó là cái thân cho nên là cái thân đẹp mà mình hay dịch là thắng thân tức là cái thân đẹp à, cho nên mình phải gọi đúng là đông thắng thân châu thì như tên gọi do người ở đây thì họ rất là đẹp cho nên gọi là đông gọi là thắng thân và người dân ở đây cũng như là hai cái châu trước tức là họ cũng không cần phải lao động, tại vì họ có cây như ý cần cái gì thì ra đó lấy. rồi thôi chúng ta đi nhanh, tại vì các cái cổ trời thì cũng không có cái gì đặc biệt. lên tới cổ thứ thiên vương á thì chúng ta có bốn vị thiên vương, một á là à, tăng trưởng thiên vương là thiên vương quý run hát cá đó à, vị này cai chịu trách nhiệm quản lý cái nam thiện bộ châu của mình nè và cai quản luôn cả cái nhóm là cư bàn cà rồi vị thứ hai đó là quý hay còn gọi là ngày cứu quê đó à, hán dịch đó là đa văn thiên vương thì vị này cai quản bắc Cư lưu châu và cai quản à, hàng dạ xoa còn vị, vị thứ ba đó là quý ru bắc khá mình hán âm á, là quảng mục thiên vương vị này thì cây quảng loài rồng và của và cả luôn cái xứ là tây ngu sa châu và vị thứ tư á, là tha ta rát tha mình dịch đó là trì quốc thiên vương cây quảng loài càng thác bà và cả cái xứ là đông thắng thân châu nhớ nha tứ đại thiên vương ở đây không có giống như tứ đại thiên vương ở trong phong thần nha ở trong phong thần tứ đại thiên vương giống như là bốn cái anh hề vậy đó không phải nha bốn vị thiên vương theo phật giáo là những vị là có oai lực là ghê gớm lắm á chứ không phải thường đâu và bốn vị này á là thánh sơ quả cho tới hiện tại bây giờ nè trong kiếp này bốn vị này hiện tại là bốn vị thánh sơ quả cho nên là có một cái bài kinh tụng tức là khi mà chúng ta đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào ấy, thì nhớ à, tưởng đến hồi hướng đến thân bằng quý thuộc đã quá vãng à, hướng hồi hướng đến chư thiên nhất là tứ đại thiên vương đấy là bốn vị này đó lên thì chúng ta có các cái cõi dục giới là bao gồm cõi tứ thiên vương sư vừa mới nói rồi cõi đau lợi dạ ma đau xuất hóa lạc thiên tha hóa tự tại tức là sáu cõi trời dục giới để lên được làm người và cõi trời đó thì chúng sanh phải làm phước phải làm phước thì mới lên được cõi người và cõi trời đây là điều chắc chắn nhưng mà lên muốn lên các cõi trời cao á thì một là mình phải làm phước nhiều hơn. Cái thứ hai đó là mình phải ly dục nhiều hơn. Cái dục của mình á càng nhiều thì mình cái cõi trời của mình á, nếu mà cõi người cõi trời thì càng thấp. Ừ, ở đây ở đây có một, ở trong chú giải của A à, à, thì Đàm thì có một vài cái ghi chú như thế này. Thì, ví dụ như nếu như mà mình tu tập bốn vô lượng tâm mà nếu mình không chứng thiền á thì nhờ cái phước thiện đó tức là cái người thường hay rải tâm từ mà nếu như họ không chứng được thiền lên được cái cõi phạm thiên thì nhờ cái phước thiện đó họ có thể tái sanh vào cõi dạ ma còn cái cõi đau xuất á là nơi mà các vị Bồ Tát ở kiếp chót thường tái sanh vào đây hoặc là khi mình làm thiện á, mà mình làm với cái vai trò lãnh đạo á, thì nhờ cái phước đó mình cũng có thể tái sanh vào đây rồi cái cõi mà hóa lạc thiên là nhờ cái phước khi mình sống á, mình không mình ráng mình nỗ lực mình tạo phước để cho không có ai phải chịu khổ không ai phải buồn không ai phải thất vọng ví dụ như mình ráng mình làm cho tất cả mọi người đều có cái ăn cái mặt đều có việc làm nói chung là mọi người đều có thể thỏa mãn được mong muốn của họ thì nhờ cái phước đó mình có thể sanh vào cái cõi là hóa lạc thiên ở cõi này đó mình muốn cái gì thì mình tự biến hóa ra để mình xài ví dụ như À, mình muốn có một cái vườn hoa thì mình tự biến hóa ra cái vườn hoa để mình hưởng thụ tự hoàn toàn mọi thứ như ý của mình rồi cái cõi tha hóa tự tại đó thì um, cũng phải làm phước nhiều lắm nha thứ nhất á, là ma vương ở cõi này nhưng mà mình đừng có nghĩ ma vương ở cõi này thì chắc cõi này là cõi ác thì không phải cõi này là cõi cao nhất của dục giới muốn lên cõi này đó muốn lên cõi này đó phải à, thực hành à, giữ tám giới và cái thứ hai là cái phước của chư thiên ở cõi này như thế nào nhớ dùm nha ở cõi tha hóa tự tại không có mỗi ma vương còn có những vị trời khác nữa cho nên á, muốn lên được cõi này đó thì phải à, hành à, giữ tám giới và khi được làm chư thiên ở cõi này rồi đó mình muốn cái gì cũng không cần hóa hiện ở cõi dưới đó tức là cõi à, hóa lạc mình còn cần phải hóa hiện ra cái mình muốn còn lên tới cõi tha hóa tự tại đó là muốn cái gì là tự nó hiện ra cái đó không cần phải mình gọi là không cần phải làm phép luôn tự có gọi là tự phục vụ thì đây là cõi à, tha hóa tự tại này còn lên nữa thì chúng ta có các cái à, cõi thiền dành cho các vị phạm thiên khi mà chứng thiền thì lên tới đó hoặc là chúng ta có các cái cổ tịnh cư dành cho các vị thánh nhất là vị thánh tam quả anaham sau khi mệnh chung thì lên tới trên đó rồi thì hôm nay sư đã thống kê sơ bộ cho quý vị về người và các cái cảnh giới tái sanh À, một cái điểm đặc biệt là như thế này. Chư thiên cõi đau lợi đó có một đặc điểm là vào các ngày rằm thì có một cái buổi pháp hội để giảng pháp ở trên đó, ở trên cái pháp đường xuống thăm má. Và chư thiên vào ngày rằm, 30 ngày rằm á thì họ thường nhìn xuống cõi người để coi coi có ai biết bố thí giữ giới, hành thiền, làm các việc công đức hay không? Nếu như có thì họ sẽ hoan hỷ là ờ, ờ chư dân ở cõi trời ờ, sẽ được đông đủ, còn nếu không thì họ sẽ buồn. Ừ. Cho nên là chúng ta ráng ờ, làm thiền, ờ, hành thiền, bố thí, giữ giới để chi? Để ờ, chúng ta có sự cộng sinh, cộng trú được với ờ, chư thiên. Bởi vì như quý vị thấy sanh làm người rất là khó mà khi làm người chúng ta rất là dễ làm các ác nghiệp như hồi nãy sư nói với quý vị đó mình bất kỳ một cái hành động lời nói suy tư nào mà ác hoặc là nó không phải thiện đều có thể dẫn chúng ta đi xuống các khổ cảnh được hết cho nên cái cơ hội mà chúng ta đi xuống nhiều hơn cơ hội chúng ta đi lên thành thử thứ nhất có được thân người hãy biết quý trọng và ráng lập thiện và cái thứ hai nhớ giùm ngay cả các hàng chư thiên lên cho đến phạm thiên rồi thì vẫn phải thân hoại mệnh chung và sau khi thân hoại mệnh chung thì hầu hết họ lại rơi xuống các khổ cảnh cho nên nó có đi lên thì cũng không sung sướng gì đâu cái quan trọng của chúng ta những người học đạo là gì hãy biết học cách để đi ra tức là làm thiện bất kỳ một thiện pháp gì thì hãy hồi hướng công đức đó đi đến sự giải thoát giác ngộ nhờ như vậy đó chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi bởi vì một khi đi xuống thì rất khó để đi lên mà đi lên rồi đó thì kiểu gì cũng rất dễ đi xuống chỉ có đi ra mới là lối thoát thôi quý vị à chúc quý vị ăn vui à, còn cái Google Meet này đó thì để uh, sự coi tương lai sắp tới phải giải quyết cái vấn đề này thôi đây xin uh, chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ nguyện thoát ba tai nước lửa binh nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết nguyện cho nhân loại sớm tu hành nguyện dình tâm học giới định tuệ nguyện đoàn tham sân si độc sanh Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ Nguyện diệt tâm tham háo lợi danh Nguyện tu tinh tấn không giải đãi Nguyện sao đào quả sớm viên thành Nam mô Bút Thà Giá Nam mô Tham Mà Giá Nam mô Săn Khà Giá A ca tăng mô वाचिरं रक्षन्तु सनं आकसथा च भूम्मदेवनगमहीतिका पुण्यन्तं अनुमोदितु वाचिरं रक्षन्तु देशनम् च tangan mau ditua cirangrakkan Tu ma perang Itawata cehameii sampaiang punya sampaiam sampaiwamu dan tuh sampai-spatiisi dia Ita Mehi sambatang punya sampedang, Sampi buta anu modan tu sabe sampat si dia ita amehi punya sampedang, Sampi sata anu modan tu sampat si Idang me yatina ho tu sukita ho tunyatayo. Idang me yatina ho tu sukita ho tunyatayo. me punyang aswa kayawahan ho tu. Idang me punyang nipanasapacayo. Quan Mamang punya pagang sab nantiang Sauund sau sau